Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết giá heo hơi ngày 28 tháng 10 năm 2024. Diễn biến mới nhất tình hình giá heo hơi hiện nay, giá heo vẫn đang trên đà giảm nhanh khắp ba miền, hiện đang giao động trong khoảng từ 58.000 đến 63.000 đồng một kg. Theo thông tin dự báo của các ông lớn trong ngành chăn nuôi cho biết, ở thời điểm này nguồn cung nhiều khiến giá liên tục giảm. Tuy nhiên sau đợt này khả năng giá sẽ bật tăng mạnh, nguyên nhân tỷ lệ đàn heo tái đàn dịp Tết nguyên đán 2025 chỉ đạt 50% và chậm hơn một tháng so với chu kỳ. Điều này sẽ khiến nguồn cung khan hiếm dịp Tết nên sẽ đẩy giá tăng cao. Giá heo hơi miền Bắc hơi miền Bắc. Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi mới nhất điều chỉnh giảm từ 1.000 đến 3.000 đồng 1 kg tại tất cả các địa phương trong tuần qua. Hiện tại, khu vực này đang mua bán trong khoảng 61.000 đến 63.000 đồng 1 kg. Thương lái tại Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang đang thu mua heo hơi với giá 63.000 đồng một kg ghi nhận đây là mức giá cao nhất khu vực. Thương lái tại Lào Cai, Ninh Bình giảm mạnh 3.000 đang thu mua heo hơi với giá 61.000 đồng một kg ghi nhận đây là mức giá thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại giảm 1.000 đến 2.000 đồng một kg ghi nhận mức giá heo hơi ở mức 62.000 đồng kg. Giá heo hơi mới nhất tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại khu vực này, Giá heo hơi điều chỉnh giảm 2.000 đến 4.000 đồng 1 kg và giao động trong khoảng 58.000 đến 61.000 đồng trên kg. Cụ thể, thương lái tại Thanh Hóa, Lâm Đồng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Thuận đang thu mua heo hơi với giá 61.000 đồng trên kg ghi nhận đây là mức giá cao nhất khu vực. Có 4 tỉnh tại khu vực này gồm Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa và Đắk Lắk đang thu mua heo hơi với giá thấp hơn 60.000 đồng gần kg. Trong đó, Thương lái tại Đắk Lắk đang thu mua heo hơi ở mức 58.000 đồng một kg đây được ghi nhận mức thấp nhất khu vực. Thương lái tại Quảng Nam đang thu mua heo hơi với giá 59.000 đồng một kg ngang bằng với tại Bình Định, Khánh Hòa. Các địa phương còn lại ghi nhận mức giá heo hơi ở mức 60.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại khu vực miền Nam, giá heo hơi tại thị trường phía Nam tuần qua cũng cùng chiều giảm 1.000 đến 2.000 đồng một kg tại nhiều địa phương và giao động trong khoảng 59.000 đến 62.000 đồng một kg. Cụ thể, thương lái tại Bà Rịa, Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng đang thu mua heo hơi với giá 62.000 đồng chuột kg đây được ghi nhận mức giá cao nhất khu vực. Ở chiều ngược lại, thương lái tại Bến Tre đang thu mua heo hơi với giá 59.000 đồng 1 kg ghi nhận đây là mức giá thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại ghi nhận mức giá heo hơi ở mức 60.000 đến 61.000 đồng chuột kg. Nhìn chung, thị trường heo hơi cả nước vẫn tiếp đà giảm nhanh trong tuần qua. Theo khảo sát, giá heo hơi toàn quốc hiện dao động trong khoảng 58.000 đến 63.000 đồng một kg. Mặc dù người chăn nuôi vẫn có lời ở mức giá trên 60.000 đồng một kg, nhưng với tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều hộ vẫn lo ngại rủi ro mất trắng khi đầu tư tái đàn. Việc tái đàn heo cung ứng cho Tết Nguyên đán 2025 đã bắt đầu từ tháng 9 nhưng tại Đồng Nai hiện chỉ có khoảng trăm số hộ dân tái đàn. Số hộ còn lại chọn tái đàn vào giữa tháng 10, khi giá con giống có xu hướng giảm nhẹ. Như vậy việc tái đàn chậm hơn một tháng so với dự kiến có thể dẫn đến khan hiếm nguồn cung thịt heo trong dịp Tết Nguyên đán 2025, đẩy giá thịt tăng cao. Hiện nay, giá heo hơi biến động thất thường cũng là một trong những lý do khiến người chăn nuôi rẻ rặt. Sau đợt bão số 3 vừa qua, nhiều tỉnh, thành phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có ngành chăn nuôi. Nhiều tỉnh, thành phía Bắc cần thời gian khôi phục sản, xuất, cần thời gian khôi phục sản xuất, dự báo thị trường heo hơi vẫn tiếp tục neo ở mức cao trong thời gian tới. Đây là cơ hội về thị trường cho người chăn nuôi đầu tư cho sản xuất vụ Tết. Nửa cuối năm thường là mùa cao điểm và dự kiến nhu cầu tiêu dùng sẽ phục hồi. Trước lo ngại nguồn cung thực phẩm cuối năm, nhất là đối với mặt hàng thịt heo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thiệt hại trên sẽ ảnh hưởng đáng kể đối với tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi. Để giải quyết nguồn cung thực phẩm từ nay đến cuối năm, đặc biệt vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp hiệp hội ngành hàng cùng vào cuộc để hỗ trợ người dân con giống, thức ăn, vật tư, sớm phục hồi sản xuất và đáp ứng tối đa được nhu cầu thực phẩm. Điều này cũng nhằm hạn chế nhất ảnh hưởng đến CPI, xuất khẩu, tăng trưởng ngành nông nghiệp. Thị trường heo hơi nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng giảm nhẹ trong ngắn hạn do nguồn cung lớn và nhu cầu tiêu thụ trong nước chưa tăng cao. Tuy nhiên, với việc cuối năm nhu cầu thịt heo thường có xu hướng tăng, giá heo hơi có thể ổn định và tăng định và tăng trở lại trong thời gian tới. Theo cục chăn nuôi, số lượng gia súc gia cầm bị thiệt hại do bão lũ vừa qua rất lớn và con số thiệt hại đang tăng từng ngày. Đối với đàn gà bị ngập thì cần loại bỏ những con ướt nhiễm bệnh. Những con giữ được nên thay đệm chuồng, tăng tốc độ gió để chuồng khô, cung cấp dinh dưỡng tăng sức đề kháng. Gia cầm có vòng đời ngắn nên hiện tại có đủ thời gian để chuẩn bị nguồn cung cho thời điểm cuối năm. Nhìn chung, giá heo hơi vẫn kéo dài đà giảm trên toàn quốc. Theo khảo sát, giá heo hơi cả nước dao động trong khoảng 61.000 đến 64.000 đồng một kg bình quân 63.300 đồng trên kg. Giá heo hơi giảm mạnh khi nguồn heo nhập khẩu chính ngạch và nhập lậu đang về khá nhiều. Dịch bệnh xảy ra tại nhiều địa phương khiến lượng heo bán chạy dịch gia tăng. Trong khi đó, sức mua trên thị trường vẫn khá ảm đạm, chưa có các yếu tố đột biến để thúc đẩy tiêu thụ tăng lên. Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, việc tái đàn đang gặp nhiều khó khăn do hàng ngàn hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh buộc phải di rời. Yêu cầu về giảm phát thải trong chăn nuôi cũng nâng lên rất cao khiến chăn nuôi quy mô nông hộ khó đáp ứng được. Mặc dù hiện nay giá bán heo hơi vẫn mang lại lợi nhuận khá nhưng tình trạng khan hiếm con giống, giá bị đẩy lên cao cũng là nguyên nhân khiến nhiều hộ chăn nuôi e ngại tái đàn. Xu hướng giảm giá hiện tại khiến người chăn nuôi thêm lo ngại, đặc biệt khi các doanh nghiệp lớn như công ty CP Việt Nam cũng đã điều chỉnh giảm giá heo hơi. Cụ thể, giá heo tại miền Bắc giảm 1.000 đồng còn 66.000 đồng một kg, trong khi tại miền Nam, mức giá giảm xuống còn 64.500 đồng 1 kg. Đây là lần đầu tiên sau hơn 3 tháng, Giá heo của các công ty lớn cao hơn giá thị trường. Hiện giá thức ăn chăn nuôi giảm khoảng 20% so với thời điểm giá tăng cao. Nếu giá heo hơi ổn định ở mức cao, các hộ chăn nuôi heo rất phấn khởi, bỏ tiền mua con giống, làm trùng trại để tái đàn, tăng đàn. Theo nhận định của các chuyên gia, giá heo hơi tại miền Bắc có thể tiếp tục giảm trong những ngày tới do thị trường vẫn đang trên đà suy giảm nhanh chóng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến miền Bắc mà còn gây áp lực lên giá heo hơi ở cả ba miền. Một số chuyên gia nhận định Thị trường heo hơi trong nước đang chịu áp lực từ việc tái đàn sau các đợt bão lũ, cùng với tình trạng thiếu hụt nguồn cung heo giống tại các khu vực trọng điểm như miền Bắc và miền Trung. Điều này có thể tiếp tục đẩy giá heo hơi xuống thấp hơn trong ngắn hạn nếu nhu cầu tiêu thụ không phục hồi kịp. Sau đợt bão số 3 vừa qua, nhiều tỉnh, thành phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có ngành chăn nuôi cần thời gian khôi phục sản xuất. Dự báo thị trường heo hơi vẫn tiếp tục neo ở mức cao trong thời gian tới. Đây là cơ hội về thị trường cho người chăn nuôi đầu tư cho sản xuất vụ Tết. Giá heo hơi bình quân cả nước còn 64.000 đồng/kg. Theo các chuyên gia, nguyên nhân giá heo hơi giảm là do thời gian qua chăn nuôi nông hộ giảm nhưng ngược lại chăn nuôi trang trại lớn phát triển mạnh. Nhờ vậy, đến thời điểm này tổng đàn heo cả nước đã phục hồi và nguồn cung dồi dào khiến thị trường ổn định trở lại. Theo cục chăn nuôi, Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu đầu vào như con giống chất lượng cao và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Theo đó, hiện vẫn chưa hình thành được vùng sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước để nuôi trong nước để giảm giá thành. Hàng năm, trong nước chỉ sản xuất được 35% nguyên liệu để sản xuất khoảng 20 triệu tấn thức ăn chăn nuôi công nghiệp, còn lại 65% phải nhập 65% phải nhập khẩu. Tình hình giá heo hơi trên cả nước đang giảm nhanh do áp lực từ giá heo hơi thấp tại các nước lân cận, khiến mức giá trung bình của cả nước lùi về mức 65.800 đồng 1 kg, tuy vẫn cao hơn giá heo tại Trung Quốc khoảng 4.000 đồng trên kg. Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường heo hơi có khả năng sẽ tiếp tục giảm nhẹ trong những ngày tới đặc biệt là tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung khi nguồn cung heo hơi trong nước đang dần ổn định. Để tăng cường phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trên đàn heo, nhất là dịch tả heo châu Phi, chi cục chăn nuôi, thú y tỉnh Đồng Nai đang triển khai các đợt tiêu độc, khử trùng ở các khu vực chợ và ổ dịch bệnh cũ có nguy cơ cao. Đồng thời, chi cục đẩy mạnh kiểm soát việc mua bán, vận chuyển, nhất là nguồn heo con phục vụ cho nuôi heo thịt dịp Tết. Số lượng heo nái thấp hơn trong năm 2024 sẽ dẫn đến sự sụt giảm số lượng heo con được nuôi thịt. Hơn nữa, sản lượng thịt heo trong nửa cuối năm 2025 dự kiến sẽ cao hơn so với nửa đầu năm 2025, do số lượng heo nái sẽ phục hồi vào cuối năm 2020 xuất phát từ phản ứng của các nhà chăn nuôi heo và các công ty lớn trước những đợt tăng giá heo gần đây. Giá heo hơi đã quay đầu tăng trở lại kể từ cuối năm 2023 và đang đi ngang quanh mức 65.000 đồng một kg do nguồn cung heo giảm. Năm 2023, người chăn nuôi heo đặc biệt là các hộ chăn nuôi nhỏ khá e ngại với việc tái đàn do giá heo hơi liên tục giảm và giá thức ăn chăn nuôi ở mức cao. Bên cạnh đó, dịch tả heo châu Phi xuất hiện trở lại cũng ảnh hưởng phần nào đến tâm lý người chăn nuôi. Năm 2024, giá heo dự báo sẽ còn tiếp tục đeo cao cho đến cuối năm, giá thức ăn chăn nuôi có xu hướng giảm. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp chăn nuôi cải thiện lợi nhuận. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và công ty chăn nuôi, nguồn cung thịt heo dự kiến sẽ chưa thể hồi phục ngay bởi việc tái đàn cần nhiều thời gian. Lượng heo giống nhập khẩu năm 2024 khá nhỏ giọt. Trong khi đó, dịch tả lợn châu Phi vẫn tiếp diễn ở nhiều địa phương khiến số heo bệnh, chết và tiêu hủy tăng. Ngoài ra, lượng nhập khẩu thịt heo không tăng mạnh so với cùng kỳ. Vì vậy, không tăng mạnh so với cùng kỳ. Vì vậy, mặt bằng giá heo dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến hết năm 2024. Dự báo giá heo hơi có thể tiếp tục neo ở mức cao đến giữa năm 2025. Lý do là tổng đàn heo đang ở mức thấp Việc tái đàn đang bị ảnh hưởng vì dịch bệnh đang phát triển trở lại ở một số địa phương. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 28 tháng 10 năm 2024 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi.